Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục với Unit 4, Part 3, Reading and Vocabulary School Days. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Unit 4.3, phần đọc và từ vựng về School Days, tức là những ngày ở trường. Sau bài học này thì bạn có thể tìm được những cái thông tin chi tiết, specific details, trong một cái câu chuyện ngắn và nói về việc kết bạn, making friends là việc kết bạn, được chưa nào? Rồi, number one, class vote là việc bình luận trong lớp. What memories do you have of your first day at school? Cái kỷ niệm nào mà bạn có về ngày đầu tiên ở trường? Good là tốt, bad là tồi tệ và good and bad tức là bình thường đấy, tức là nó vừa xấu vừa tốt. Vậy thì cô có những kỷ niệm như sau. My good memories of my first day at school are kind teacher, friendly friends and a lot of funny games. Những cái kỷ niệm tốt của tôi về ngày đầu tiên đến trường là cô giáo rất là tốt bụng, những người bạn thân thiện và rất là nhiều trò chơi vui nhộn. What about my bad memories? My bad memories of my first day are no junk food and naughty school boys. Những kỷ niệm tồi tệ, kỷ niệm xấu của tôi về ngày đầu tiên đến trường đó là không có đồ ăn vặt và những cậu bé, những cậu học sinh rất là hư, rất là nghịch. Number two, check if you understand the words below. Bạn hãy kiểm tra liệu là những bạn có hiểu những cái từ bên dưới không? Chúng ta cùng đọc nhé. Và sau đó chúng ta cùng xem nó có nghĩa là gì. Bell, bell, cái chuông. Classmates, classmates, bạn cùng lớp. Form tutor, form tutor, giáo viên chủ nhiệm. Register, register, đăng ký. Vậy chúng ta có các từ cái chuông, bạn cùng lớp, giáo viên chủ nhiệm và đăng ký. Những từ này nó sẽ xuất hiện trong bài đọc của chúng ta sắp tới nhé. Number 3, read part 1 of the story and answer the questions. Hãy đọc cái phần 1 của câu chuyện và sau đó trả lời câu hỏi. Part 1, David's first day, meet the form tutor. Ngày đầu tiên đến trường của David, gặp giáo viên chủ nhiệm. Vậy thì cái bài này nó sẽ nói về ngày đầu tiên đến trường của bạn David. Vậy các bạn hãy tìm hiểu xem là ngày đầu tiên đến trường của bạn David thì có những cái thông tin gì, ấn tượng, những cái kỷ niệm tốt và xấu nào nhé. I'm meeting my first tutors for the first time. The two of us in a big classroom. Mr. Gray has got glasses and he's wearing a gray jacket. He's writing information about me in the register. I'm looking at the numbers on the board and thinking that he probably teaches maths. I'm really bad at maths. Tôi đang gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm của tôi lần đầu tiên. Hai người chúng tôi ở trong một lớp học lớn. Thầy Gray thì đeo kính và thầy đang mặc một cái áo khoác màu xám. Thầy đang viết những thông tin về tôi ở trong phiếu đăng ký. Tôi đang nhìn những con số ở trên bảng và nghĩ rằng có lẽ là thầy dạy toán. Tôi thì thực sự rất tệ môn toán. Number one, what is Mr. Gray doing? Thầy Gray thì đang làm gì nhỉ? Mình sẽ tìm một thông tin là thầy đang làm gì đó. He is writing information about students in the register. Thầy đang viết những cái thông tin về học sinh ở trong cái phiếu đăng ký, đúng không nào? Number two, is Mark David's best subject? Maths là môn toán, có phải là môn học ưa thích nhất của David không? Thế đây người cậu ấy đã nói là I'm really bad at maths. Cậu ấy thực sự kém môn toán thì mình sẽ trả lời no, it isn't. Không phải môn học ưa thích, đúng không? Number 4, read part 2 of the story. Complete lines 1 to 3 in the text with sentences A to D. There is one extra sentence. Bạn hãy đọc đoạn 2 của câu chuyện, hoàn thành các cái chỗ trống từ 1 đến 3, các cái chỗ trống này, 1, 2 và 3. Có một cái câu bị thừa bằng những cái câu A đến D, ở đây là câu A đến D, chúng ta tìm hiểu nhé. Câu A, he lives in the children's home. Cậu ấy sống ở nhà trại trẻ mồ côi đấy, ở trại trẻ mồ côi. B, it's very long walk, đó là một quãng đường rất xa. C, They've also got gray trousers and glasses. Họ cũng có những cái đôi giày, cái quần màu xám và cặp kính màu xám. Some boys stop and look at me.
Một vài cậu bé dừng lại và nhìn tôi. Vậy chúng ta hãy cùng nghe nhé. Part 2. Meet the classmates. Đầu tiên là gặp thầy, bây giờ là gặp bạn. The bell ring and boys are starting to come into the classroom. Chuông reo và những cậu bé bắt đầu bước vào lớp học. Tall, short, big, happy, sad. Cao có, thấp có, to có, vui có, buồn có. I'm standing at the front of the classroom with Mr. Gray. Tôi đang đứng ở trước lớp học với thầy Gray. Rồi, vậy chúng ta sẽ khi bạn đấy gặp cậu bé thì chắc chắn là sẽ cậu bé sẽ nhìn đúng nào. Vậy câu 1 mình sẽ chọn đi nhé. Câu 1 sẽ là D. Câu 1 là D. Some boys stop and look at me. Một vài cậu bé dừng lại và nhìn tôi. One of them is a tall boy from the bus this morning, bus news. Một trong số những cái người đó, one of them là một trong số những cậu bé đó, thì là cậu bé cao cao mà đi xe buýt sáng nay đấy. Thật là tồi tệ, bus news. Now, Mr. Gray is talking about me to my new class. Giờ đây thì thầy Gray đang giới thiệu với tôi rồi giới thiệu tôi cho cả lớp, những người bạn mới, classmates. This is David. Đây là David. Be nice to him. Hãy đối xử tốt, hãy thân thiện với cậu ấy nhé. Vậy thì khi thầy nói vậy thì thầy sẽ giới thiệu thông tin gì được không? Chúng ta cùng đến với câu 2. Đang nói về David thì chúng ta sẽ dừng lại ở câu A. Là cậu ấy, he lives at the children home. Cậu ấy sống ở trại trẻ mồ côi đúng không nào? Oh no, why is he saying this? Tại sao thầy lại nói như vậy nhỉ? It's really difficult to make friends with people after that. Thật là khó để kết bạn với mọi người sau đó. I remember my first day at all the other school. Tôi nhớ là ngày đầu tiên đến trường ở tất cả những cái trường khác mà tôi đã học. David, you can sit next to Amrit. David, em có thể ngồi cạnh Amrit. Now, I'm walking to my new desk. Giờ đây tôi đang đi đến cái bàn mới của tôi. Vậy liên quan đến việc đi đến bàn thì sẽ là khoảng cách xa đúng nào? Câu B, it's a very long walk. Nó là một cái khoảng cách rất là xa. Amrit is looking at me with a small gray smile. He's wearing an old Manchester City shirt. I already know we're bad friends. Amrit thì nhìn tôi với một cái nụ cười nụ cười nhỏ và rất là dũng cảm, đầy dũng khí. Cậu ấy đang mặc một cái áo cũ có in hình thành phố Manchester. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ là những người bạn thân. Rồi, vậy chúng ta cùng chuyển đến bài số 5 nhé. Hãy đọc đoạn 2 một lần nữa, đánh dấu các câu sau, dấu tích nếu như mà cái câu đó người ta cho đúng với đoạn 2, dấu x nếu mà sai và hỏi chấm tức là không đề cập đến. Vậy câu số 1, the boys in David's class look the same. Những cậu bé ở trong lớp của David thì trông giống nhau. Chưa đúng, bởi vì có bạn cao, bạn thấp, bạn vui, bạn buồn. Number 2, David isn't happy to see the boy from the bus. David thì không vui vẻ khi tự gặp những cái người bạn, những cậu bé từ xe buýt. Cậu bé từ xe buýt là cậu bé cao cao đấy. Đúng rồi. Number 3, David doesn't like what Mr. Gray say about him to the class. David thì không thích điều mà Mr. Gray nói về cậu ấy đối với lớp học. Number 4, David is smiling at Amrit. David thì đang mỉm cười với Amrit, thì cái này người ta không đề cập. Number 6, good friends là những cái cặp từ đi với nhau. Which of the phrases can you find in the text? Bạn có thể tìm cụm nào ở trong bài khóa? Thì bạn sẽ giống nhé. Ở đây cô tìm thấy hai cụm, đó là cặp từ cụm best friends và cụm từ make friends with people. Ở đây best friends là những người bạn thân này. Get to know somebody là làm quen với ai. Make friends with somebody là kết bạn với ai. Và meet somebody for the first time là gặp ai lần đầu. Vậy thì cô trả lời câu này như sau. I can't find the phrases make friends and make friends with somebody. Tôi có thể tìm thấy hai cụm. Thứ nhất là cụm best friends và thứ hai là cụm make friends with somebody, kết bạn với ai. Number 7. Complete sentences with words from exercise 6 in pairs. Say which sentences are true for you. Hãy hoàn thành các câu bên dưới với những từ ở bài số 6. Mình chỉ cần điền một từ thôi và làm việc theo cặp, nói câu nào là đúng đối với bạn. Number 1, mình sẽ điền từ time.
Tôi thồ đôi khi rất là lo lắng khi gặp gỡ mọi người lần đầu tiên, tức là ra mắt. Number two, it's easy for me to make friends with people. Tôi cũng khá dễ để kết bạn. Number three, my best friends and I chat for hours every evening. Bạn thân của tôi và tôi thì nói chuyện hàng giờ vào mỗi buổi tối. Number four, I'm shy. People say it's difficult to get to know me. Tôi rất là rụt rè nhút nhát, mọi người nói rằng thật là khó để tiếp cận cũng như là làm quen với tôi. Rồi, number eight, intense. Say which things are important or not important to you. When you make friends with somebody, hãy làm việc theo cặp, nói là cái nào là quan trọng hoặc không quan trọng với bạn khi bạn kết bạn với ai đó. Use the ideas to help you. Hãy sử dụng những cái ý tưởng bên dưới để giúp bạn. Like the same fashion style. Thích những cái cùng cái sở thích về thời trang phong cách. Like the same music. Thích cùng loại nhạc. Like the same football team. Thích cùng cái câu lạc bộ bóng đá. Thích cùng đội bóng. Have a similar personality, funny, quiet. Họ có những cái cá tính nó tương đồng với nhau, ví dụ như là vui nhộn hay là trầm tính. Vậy thì mình sẽ sử dụng cấu trúc is important, tức là quan trọng và không quan trọng, đúng không nào? Vậy câu trả lời của cô với bạn thân cô như sau. It isn't important that my friends like the same fashion or style, like the same music, like the same football team. But it's important that my friends have a similar personality. Không quan trọng rằng bạn của tôi có cùng sở thích về thời trang hoặc phong cách thời trang, thích cùng một loại nhạc, thích cùng một đội bóng. Nhưng rất là quan trọng khi bạn của tôi, những người bạn của tôi có cùng sở thích với tôi, có cùng cá tính, có cùng nét tính cách với tôi. Rồi, bài học hôm nay của chúng ta trong số 43 Reading and Vocabulary kết thúc ở đây. Cô hy vọng rằng các bạn đã thu lượm được những kiến thức cực kỳ hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các em.